chiều ngày 17 tháng 6 năm 2023, đoàn ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng ban tăng sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức, ban thường trực ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quan lâm về tỉnh xã Ngọc Sơn 2, kính diễn giác linh cố Hòa Thượng Thích Minh Tông, chứng minh ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì tỉnh xã Ngọc Sơn 2. Trước giác Linh đường, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã thay mặt cho Chư Tôn Đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, có lời tưởng niệm về cuộc đời của Cố Hòa Thượng, Thượng Thích Minh Tông gắn liền với những đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà, cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Tiến thay mặt cho ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến niệm ân đến đoàn. Sau lời cảm tạ của ban tổ chức, Chư Tôn Đức hữu nhiễu kim quang để bày tỏ lòng thành kính, giảm ký sổ tang lưu niệm.